chào quý vị đang đến với phần 3 của chương trình, phần bình luận về những cổ phiếu nổi bật trong ngày. Thưa chị, với khá nhiều thông tin mà chị đã chia sẻ trong phần 1, vậy thì chị có khuyến nghị mã cổ phiếu nào đối với nhà đầu tư trong thời gian này? Ngày mai sẽ là ngày mà hiệp định CPTPP sẽ được ký kết ở Chile. Thì đây là một hiệp định thương mại tự do lớn nhất của Việt Nam đến thời điểm này. Kỳ vọng là cái nhóm ngành dệt may và thủy sản, nông sản của Việt Nam sẽ là nhóm ngành được hưởng lợi nhất từ hiệp định này. Đó, hôm nay thì chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể xem xét đến cổ phiếu TCM, cổ phiếu công ty dệt may Thành Công. Hiện nay TCM đang được niêm yết trên sàn HOSE. TCM là một trong những doanh nghiệp dệt may lớn nhất của Việt Nam. Cái ưu thế nổi trội nhất của TCM hiện nay đó là doanh nghiệp này là một trong số ít các doanh nghiệp của Việt Nam mà có được cái chuỗi sản xuất khép kín, tức là doanh nghiệp này sản xuất khép kín từ sợi đến vải và đến ngành may mặc. Điểm qua một chút về tình hình sản xuất kinh doanh của Thành Công, dệt may Thành Công trong năm 2017 thì về tình hình doanh thu của dệt may Thành Công trong năm 2017 thì doanh nghiệp này đã có cái mức doanh thu giảm nhẹ so với năm trước, do là nhà máy này, doanh nghiệp này chủ động hạ cái tỷ trọng sản lượng dệt. Tuy nhiên về tình hình lợi nhuận thì doanh nghiệp này tăng đến 46% so với năm trước trong năm 2017, do là cái mảng sợi là cái mảng mang lại biên lợi nhuận thấp hơn nhiều so với mảng vải. Hiện nay thì ngành dệt may Việt Nam tuy là một trong những nước có xuất khẩu mạnh về dệt may, tuy nhiên thì đang gặp một vấn đề là gặp nút thắt của chai ở vải, tức là có rất là ít doanh nghiệp Việt Nam sản xuất được cái khâu hoàn thiện từ cái khâu sợi mà sang cái khâu may vải, vì vốn đầu tư lớn và yêu cầu công nghệ cao. Dệt may Thành Công thì hiện nay đang tập trung đầu tư vào mảng vải thì sẽ được hưởng lợi hơn từ các hiệp định thương mại tự do, vì các hiệp định này thì thường có yêu cầu là nguồn gốc xuất xứ, khi mà các doanh nghiệp khác không có được xuất xứ từ vải từ Việt Nam hay từ các nước có đối tác thương mại tự do thì sẽ không được hưởng từ các cái ưu đãi này. Trong năm 2018 thì triển vọng vẫn đến từ cái việc mảng vải của dệt may Thành Công tiếp tục đẩy mạnh mảng vải, và hơn nữa xuất khẩu sang các thị trường chính là Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng mạnh. Chúng tôi dự báo là doanh thu trong năm nay của dệt may Thành Công sẽ tăng khoảng 6% so với năm 2017, vẫn đến từ cái yếu tố là giảm tỷ trọng cái nhóm ngành sợi và nâng tỷ trọng nhóm ngành vải. Tuy nhiên về do biên cải thiện được lợi nhuận được cải thiện mạnh cho nên là lợi nhuận doanh nghiệp này được dự báo là sẽ tăng trưởng khoảng hơn 20%. Do đó thì chúng tôi định giá cổ phiếu dệt may Thành Công mà khoảng 38.000 đồng một cổ phiếu, thì chúng tôi khuyến nghị mua vào cho cổ phiếu này trong thời gian tới. Vâng, cảm ơn chị với những thông tin rất là hữu ích đã chia sẻ với nhà đầu tư vừa rồi. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình giờ kết sổ ngày hôm nay. Xin cảm ơn công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng đã cùng đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những số phát sóng kỳ sau.